Tư lệnh Chính ủy 7 quân khu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việt Nam hiện có 7 quân khu là Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 và một bộ tư lệnh có chức năng như một quân khu quản lý thủ đô Hà Nội là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Chỉ huy lãnh đạo mỗi quân khu là Tư lệnh quân khu và Chính ủy quân khu với quân hàm cao nhất là Trung tướng. Trong đó, Tư lệnh Quân khu 1 là Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Chính ủy Quân khu 1 là Trung tướng Dương Đình Thông, Tư lệnh Quân khu 2 là Trung tướng Phạm Hồng Chương, Chính ủy Quân khu 2 là Trung tướng Phạm Đức Duyên, Tư lệnh Quân khu 3 là Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Chính ủy Quân khu 3 là Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Tư lệnh Quân khu 4 là Trung tướng Hà Thọ Bình, Chính ủy Quân khu 4 là Trung tướng Trần Võ Dũng, Tư lệnh Quân khu 5 là Trung tướng Thái Đại Ngọc, Chính ủy Quân khu 5 là Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Tư lệnh Quân khu 7 là Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Chính ủy Quân khu 7 là Trung tướng Trần Hoài Trung, Tư lệnh Quân khu 9 là Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Chính ủy Quân khu 9 là Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn. Để tìm hiểu thêm về các quân khu của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì các bạn có thể xem tại video này của Thư viện Pháp luật nha.